Trắng dịp gặp tiến sĩ ở đây thì muốn nói luôn để cho cộng đồng không có hoang mang về vấn đề hiện giờ của chùa Bát Nhã, những vấn đề sinh hoạt và vấn đề cho cốt của những người thân ở đó thì sẽ như thế nào thưa tiến sĩ? Dạ, trước đây thì tôi biết chắc bây giờ thì sau những cái vụ mà eviction, tức là vụ đuổi nhà đó, họ đã được chính thức rồi. Thì tôi không biết là chùa Bát Nhã sẽ ở lại đó bao lâu, cái đó tôi không biết. Nếu muốn ở lại thì phải thương lượng, một là mướn chùa của người ta hay là mua lại của người ta. Thì chúng tôi cũng có một cái chương trình, một bản án thực sự là một cái vụ kiện. Nhưng mà chúng tôi đã xin tòa xét thì tòa đã bằng lòng rồi. Nhưng tới bây giờ vì một lý do rất quan trọng là Hòa Thượng Nguyên Trí đã yểm trợ cho cô về chiếu để bán cái vụ chùa này, cho nên chúng tôi không làm gì hơn được. Thì họ nói họ sẽ không bao giờ giao chùa lại cho người đã bán chùa. Và họ muốn nói mình trình bày một cái kế hoạch để nhận chùa như thế nào. Thì cái đó là lý do mà chúng tôi đã kiện trong vấn đề đó, là để tuyên bố cái chuyện mua bán này là chuyện fraudulent, là một chuyện mua bán bất hợp pháp. Thì từ cái mua bán 1,7 triệu đó bất hợp pháp, thì tất cả những dịch vụ về sau đều bất hợp pháp hết. Và thì nhưng mà bây giờ cái đó tôi phải bỏ. Tôi thấy thầy Nguyên Trí đang làm ông đổi ý quá rồi, tôi không biết làm sao nữa bây giờ. Thì bây giờ chờ thôi chứ mày không biết. Không còn hy vọng gì nữa sẽ lấy lại được chùa Bát Nhã. Không có hy vọng gì nữa hết. Và tôi thấy người luật sư đại diện cho bên cô Chiếu, cô Huệ Chiếu đó, có thương lượng với cái người mua và với tòa luôn, là xin offer trả họ 14.000 để ở lại tới tháng 7. Dạ, thì cái đó là người mua là ai vậy? Người mua là anh của bác sĩ Mai Cô Đào, thì anh Khanh Đào, và người đứng tên là vợ của anh. Dạ. Thì tôi thấy trong cái email của người luật sư đại diện cho ni sư Huệ Chiếu đã xin như vậy. Thì tôi không biết là vấn đề thương lượng nó tới đâu rồi. Nhưng mà vấn đề đó tôi không có làm gì nữa được hơn. Dạ. Tức là bây giờ tiến sĩ không hoàn toàn không còn trách nhiệm gì nữa hết. Dạ, tôi không có làm gì được. Tại những cái điều kiện mà bên luật sư bên này á, luật sư về vấn đề bảo hiểm á, họ đòi hỏi là vấn đề có chuyện xảy ra, cô Huệ Chiếu chỉ lén làm để mình tương bố hợp pháp, mà giờ thầy Nguyên Trí cũng công nhận ổng là người cho phép. Thì cái đó là cái chết cho mình. Ngày đầu tiên vô họp họ đã nói và ra tòa cũng biết rồi, bây giờ ông đổi ý rồi. Thành ra tôi cũng không biết làm sao nữa. Dạ. Mình cố gắng hết sức thôi. Thầy có nghe tin tức rằng là khi mà chùa Bát Nhã dọn đi thì ngoài vấn đề cho cốt ra thì còn những vấn đề tượng Phật rồi cúng thì sẽ đi đâu chứ thầy? Dạ, không biết thì cái bây giờ họ sẽ có thông báo, chứ không lẽ họ nhẫn tâm tới nỗi mà cuốn gói đi một cái yên lặng để vậy được. Dạ, chắc hai bên đều phải có sự thỏa thuận. Dạ. Tôi không biết, thì đón ngày coi thứ sao về vấn đề này là tôi không biết được. Dạ, dạ. Tức có nghĩa là không, cái vụ mà hài cốt là không ảnh hưởng gì hết? Không ảnh hưởng gì hết. Vậy nói cho bà con yên tâm đi. Dạ. Em làm cái phóng sự đưa lên. Không, không đi. Cái đó là của chùa lo chứ mình không biết. Dạ. Nhưng mà anh nói là hài cốt là không có gì hết. Không có gì hết. Bình thường. À. Đúng rồi, phải làm dạ, mấy đưa lên sư để cho dạ, bà chủ chứ. Vậy mà những thân nhân mà có hài cốt ở đây là không yên có lo. Tâm. Không có gì hết. Giả sử như cái chùa nó cháy thì chạy không lấy không kịp thì mình cái chuyện khác, còn mà cái chùa không có cháy, sư phụ đi tới đâu tất cả cái gì gọi là Phật sự đi theo sư phụ hết. Tôi báo là mùng 7 tháng 7 là phải rời cốt đi về dưới sân bay về hết. Tôi khổ mấy ông quá, tôi nói không có. Ai ai đâu ai báo anh là mùng 7 tháng 7 là phải rời cốt. Gia đình tôi bảy cái cốt đây nè, mấy cả 21 tấm hình đây nè. Wow. Rời về ở đây luôn á đâu. Một pha ma ly tôi đây hết nè. Cái đồn đồn này mình không nghe tôi. Bây giờ mình giả sử nha, giả sử thôi. Dạ. Ví dụ như chùa bán nó có cho anh để mà can kéo dài cả 1-2 năm nay không? Nó tống cổ anh ra là 8 đời rồi chứ tới giờ. Ví dụ như mình bán cái nhà đi, anh tính đi, nhiều lắm là 6 tháng. Là khi mà tiền nó quay qua ACO rồi là bắt đầu ESCO là nó lấy chìa khóa rồi là nhưng mà nãy giờ có bên mà có clo hay bất cứ cái gì họ có thông báo gì không? Không có gì hết. Theo như tôi biết cá nhân nha, còn chuyện của chùa tôi không biết gì à. Có theo cá nhân tôi biết là tất cả cốt ở đây bình thường, không có gì hết. Vậy là anh theo chùa này cũng đã lâu rồi, từ hồi cũ ở bên Santana ở trên núi trên Liễu Quán á, 1998 tới bây giờ. Đâu 1989, 40 năm rồi ông ơi. Ở đây là chỉ có vấn đề ta lo lắng với vấn đề cốt thôi. Là cốt không có gì hết, yên chí đi, không có gì hết nha. Còn cái chuyện của chùa mình hoàn toàn không biết gì hết. Theo mình biết là
cốt của đồ đây là quý vị có thân nhân ở đây yên tâm. Chư phụ tới đâu là hài cốt theo tới đó, tôi lo hết. Giả sử như chùa có dọn đi thì hài cốt cũng đi theo luôn. Sư phụ mang đi không còn thiếu một cái gì. Cái gì liên quan tới vấn đề mà chùa. Phật nhưng mà hôm nay chùa có liên lạc với lại các cái thân nhân mấy hài cốt, mấy cái người mà có hài cốt. Mỗi tuần đây mà. À. Mỗi tuần sinh hoạt mình chứ không có thông báo gì cho. Mình có gì đâu thông báo. À hiểu rồi. Dạ. Mình không có lấy gì thông báo bây giờ. Sư phụ chỉ có nói ok, tất cả không có gì hết, bình tĩnh nha, không có chuyện gì đâu. Là sư phụ nói sao nghe vậy đi. Yeah. Theo cá nhân mình biết. Còn lại là luật sư lo. Tất cả các cái để chùa lo. Yeah. Mình chỉ biết tất cả không có cái gì hết, yên tâm đi. Yeah. Cứ làm cho hoang mang xáo trộn hết, tội cho những cái người thân người ta có hài cốt ở đây. Anh biết, tôi chứng kiến cái cảnh có một cái gia đình ở bên Úc. Cha mẹ để ở đây mà nghe báo chí đài từ bên Úc chạy qua đây gặp mình khóc. Nó bây giờ tôi ở bên Úc qua giờ tôi không biết để ở đâu, giờ nào giờ là để dưới sư phụ. Tôi nói để yên, không có cái gì đâu. Rồi gia đình vô cũng thắp nhang lại Phật rồi xong rồi về Úc đằng đây qua thì nó ok bình thường, có gì đâu. Tới bên nước ngoài đó, người ta để thân nhân ta đây, người ta còn hoang mang tội cho người ta. Thật sự ra đó, mình muốn mang đi sư phụ không cấm. Nha, tự nhiên, tự do. Còn hãy tin tưởng sư phụ, cứ để đó đi. Rồi sư phụ đi tới đâu là tôi mang đi hết, không còn bất cứ một cái gì. Nhưng mà cái hài cốt mà để đây có phải trả chi phí? Không có trả ai đồng bạc nào hết. Ở đây là sư phụ, tất cả là phi hết.